Lần đầu đổi từ iPhone qua Samsung xài và cái kết bay mất gần 1 củ 8. Chuyện là ai rồi cũng có lần đầu. Cách đây 5 ngày thì chị khách áo hồng này qua bên mình mua con S21 FE đập hộp màu tím mà chính hãng full box nguyên siêu. Đây có cái bill như thế này. Xong vào hôm nay thì chị qua bên mình muốn đổi qua dùng dòng iPhone. Chị có bảo là chị chịu rồi em ơi, dùng Samsung không có quen, hộp này bất tiện quá, đổi qua iPhone liền đi em ơi. Căng thế ta, bây giờ em cũng muốn trợ giá 100% thu cho chị đổi con khác lắm. Mà khổ nổi là bữa chị mua con máy là full box nguyên siêu, còn cái hộp nay chị đem qua luôn nè. Chị thông cảm cho bên em chứ giờ máy đã khui ra rồi thì buộc bên em phải bán máy lên new thôi. Mà giá lên new bên em cũng rẻ hơn gần 1 triệu rồi. Tự nhiên xe cái siêu là thành máy cũ rồi. Bên mình hỏi mấy lần là chị có đồng ý không, chứ máy mới tinh, màu đẹp, màu tím đẹp thế này, thu lại thì chị lỗ 20% là đó. Thôi chị thua, lỗ thì coi như trải nghiệm cho biết, chứ chị không xài được Samsung em ơi, đổi cho chị con iPhone 13 màu hồng này nha. Ok, chị nói thế thì quất thôi. Khui hộp lần 2, con iPhone 13 màu hồng, máy mới full box, giá là 16,8 triệu. Ok, bây giờ chị đập hộp lần 2 các thứ xong, bên mình hỗ trợ chị mua phụ kiện dán BBS. Rồi xong, bây giờ chị áo hồng đã có con iPhone 13 màu hồng, còn con Samsung màu tím này thì làm gì nhở? Thôi đem vào cách tạm trong tủ thôi. Anh em nào yêu màu tím mà có nhu cầu thì comment bên dưới mình bắt lại luôn cho nhé. Bên mình là test hết ok rồi, chị khách này xài có 5 ngày à, nói chung là ok. Qua lấy thì mình cho luôn cái ốp luôn nè. Cảm ơn chị khách đã ủng hộ Đức Huy Mobile nhé.